Hi, my name is Liam. I am an artist. Today I am going to paint the reference painting. Xin chào các bạn, tôi tên là Duong Gia Liem. Hôm nay tôi sẽ tiến hành bức tranh con chó đây. Thời tiết rất là đẹp và trời se se lạnh. Actually, it's cool today. It's not really cold like a few days ago, so I can enjoy the weather right now. Today you see the dog, so I am in the class dog. Tôi đi những đường nét rất là chi tiết cho cái bức tranh này. Thank you.
It's nice.